bánh mì gì đây, gọi là gì, tên gì, truyền thống luôn ha. Truyền thống ẩm thực và giải trí. Hôm là quay chưa hết. Rồi chào các bạn, quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình tới cái tiệm bánh mì huyền thoại mà chúng ta hay gọi đó là bánh mì Bình Định nha các bạn. Bánh mì Bình Định nó có cái bảng mà đỏ đỏ chữ màu vàng. Đây, bánh mì Bình Định ở cái địa chỉ 40 đường Liên Khu 45, Bình Định Tây Sơn các bạn. Đây cửa tiệm của anh đây. Bây giờ mình tới giờ này, các bạn cũng biết rằng giờ này người ta đi làm hết rồi các bạn ha. 8 giờ thì người ta đi làm hết rồi, nên mình cũng dậy hôm nay là mình dậy hơi trễ. Nên là mình ghé qua quán này để mình review cho các bạn coi một chút xíu về cái quầy của ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh. Có cả cái menu luôn các bạn. Đây ha, menu các bạn thấy rõ không? Đó, ở đây á có bán chả cá, chả tôm, tam đắc, hay có số điện thoại này các bạn chụp màn hình nha các bạn, coi lại số điện thoại ha. Rồi mình bước vào quầy rồi các bạn. Rồi, anh cũng đang tất bật anh làm cái bánh mì theo sự đặt hàng của khách. Đây là gọi là bánh mì gì anh? Ốp la ha. Bánh mì ốp la đây các bạn. Đây ốp la bỏ trứng vô, ốp lại. Rồi có la không? Đấy, thấy không bạn? Có bánh tráng nữa này các bạn. Rồi mình cũng giới thiệu lại cho các bạn ở một video tiếp theo này các bạn ha, hương vị vùng đất võ Tây Sơn Bình Định, bánh tráng cuốn Tây Sơn nè các bạn. Có số điện thoại đây các bạn. Đó, 15 triệu nha các bạn. Như cái bánh vừa rồi là 15 triệu đó các bạn, là 15 ngàn nha các bạn. Hay nói giỡn chơi là 15 triệu á các bạn, tưởng bộ sao mà bán cái bánh mì 15 triệu, ngày bán 3 cá được rồi nha các bạn. Đây có địa chỉ của mình, các chi nhánh. Bây giờ giảng rồi, bây giờ là giờ này thì người ta cũng gọi là đi làm hết rồi, bây giờ chỉ có mình rảnh rỗi mình tới đây mình review thôi. Chỉ có mình rảnh rỗi thôi các bạn. Hai ổ hả? Cô không biết hả? Một bố cô không biết. Đây cái nước rất là ngon. Cô cháu không biết không biết mì. Cô cháu không biết là hết nhà quen. Các bạn có thể coi mọi công đoạn làm cái bánh mì của ảnh như thế nào các bạn ha. Buồn buồn là các bạn nào thất nghiệp về tới đây học hỏi coi lén lén không, coi cái video này coi bắt đầu mới trước mở quán bánh mì Tây Sơn nha các bạn. Cạnh tranh với ảnh không em, mở đối diện cũng được. Đùa với các bạn ơi, đây các bạn nhìn thấy không, những cái món mà nước chấm rồi tự nhà làm tự xác hết, và chả thì chả ở ngoài Bình Định mang vô luôn các bạn.
bánh mì chắc ở trong này thôi. Truyền thống, phải uống truyền thống, uống một ổ cháo chứ. Đa số khách hàng ở đây mua là họ là dân Bình Định như hay sao anh? Dân miền Trung hay là người Sài Gòn có nữa? À. Ok. Đây là món bánh mì gì đây, gọi là gì, tên gì, truyền thống luôn ha. Truyền thống, truyền thống. Anh cái nước sốt này mình ăn cơm được không? Được. Đây là thịt ông này, nước thịt kia. Ủa của ông, ủa chào ông là ốm không? Làm liên tục tay không nghỉ nha các bạn. Chị ăn gì một bụng? Hai ông cháu nó y đặc tiếng Bình Định. Vô Sài Gòn bao nhiêu năm rồi anh? 10 năm rồi anh ơi. 10 năm rồi nhưng mà vẫn giữ tiếng quê nha các bạn. Tiếng quê bánh mì vậy cháu? Đây các bạn, khách rồi tới cũng chờ. Quán này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Rồi. Đây các bạn có bản hiệu nè. Xe đứng chờ đây các bạn. Ở đây có cung cấp thêm chả nem Tây Sơn, chả cá Quy Nhơn, chả ram đất tôm đất nữa. Chả ram tôm đất về chiên ăn cũng ngon đó các bạn. Đây ở đường này thì ngay chỗ đường liên khu 45 á, ở phường Bình Hưng Hòa, B Bình Tân. Đầy đủ hả? Đầy đủ 20 hả?
lem nha. Không lấy trước. Các bạn có thể thấy là anh làm liên tục các bạn, mình không có thời gian hỏi anh luôn á. Anh có gia đình chưa anh? À, anh có gia đình rồi. Thôi như vậy là video này mình cũng gói gọn ở trong vòng 10 phút để mình giới thiệu cho các bạn cái điểm bán của hai anh trai ở Tây Sơn nha các bạn ha. Mình chúc cho các bạn sức khỏe cũng như là chúc cho hai anh thật sự sức khỏe, gia đình sức khỏe và bán thật nhiều cái món bánh mì Bình Định này. Vâng, cần lan tỏa. Hy vọng rằng chúng ta tới cuối năm nay, chúng ta còn mấy tháng nữa thì ảnh sẽ làm 6 chi nhánh nữa các bạn ha. Mỗi tháng mỗi chi nhánh cho nó hấp dẫn các bạn. Còn nếu không thì 7 chi nhánh luôn cho nó đủ chục luôn nha các bạn nha. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều nha.